Đây, Kubota luôn các bạn ơi, 4508. Con này đi bánh lòng dài à, 1m6 đó. Rồi, đang sới ở Long An nè các bạn ơi, gần lộ N2 nè, Thạnh Hóa Long An ha. Đó, con này động cơ Kubota nha các bạn, Việt Nam. Bê tông 87 4 máy đó. Con này 45 mã lực nha. Chạy ghê chưa? Nước cái này hơi nhiều quá. Rồi, sáng nước hết. Rồi, còn cabin của hãng nữa ha. Trên đây chơi chạy bánh lọc dài nha các bạn. Nếu có 2-3 tỉnh xài bánh lòng dài nha, mấy tỉnh khác người ta sợ lắm. Con này nặng đùi á, chơi bánh lòng dài. Đó, chạy gần tới rồi đó. Nó kêu gì quá ta, đất đây đất dây nha các bạn. Rồi, nó xới lúc tới đầu trỏng mới xới chở ga lại nha, quá trời dài miếng đất này. Đó, mình thấy bên đây xài bánh lòng dài nha. Còn bên Hậu Giang nữa, bánh hơi kè bánh bơi nha các bạn. Con này chạy cũng lẹ quá ha. À, sới lúc đầu trong rồi đó ha. Dài dữ lắm, dài. Miếng này cắt xong cũng cả tuần lễ rồi. Còn miếng bên đây nè, miếng bên đây mới bắt đầu chín ha. Đó, sới vô tới cái bụi cây đó các bạn. Cũng xa, không có gần đâu. Tới rồi, trọng miếng đất dài ghê thiệt. Đất bự. Chưa tắm thế gì hết. Mới chạy tới đó. Rồi tới cái đầu bóng cây dưới đây ăn ha. Mới quẹo qua. Quá trình xa luôn. Lòng khủng giờ 1m6. Trên đây đa số mình thấy sới đồng loài theo miếng dán chạc nha các bạn. Sới và chạc luôn rồi.
lúc đầu giống rồi đó. Miếng đất quá trời dài luôn ha. Trời ơi, qua bà mẫu cái nữa. Không, tới cái đầu dưới luôn, ghê thiệt. Quá chừng dài miếng đất này. Đụng cái bờ hàng cây, miếng ruộng bên kia cái là đụng hàng bờ luôn. Đó, bắt đầu chạy lên rồi đó. Kinh khủng chưa? Chạy bên đây nãy giờ chạy được 3 vòng rồi ha. Đánh được 3 vòng rồi. Sáng nước hết trơn. Ô, bên đây trời chuyển mưa nữa này. Bên đây trời chuyển mưa bên đây nè, đang thu hết trơn. Miếng bên đây mới xới xong rồi các bạn. Miếng phía trong bên kia thì vẫn còn đang chín, chuẩn bị cắt, chưa có cắt. Mép dưới đây nằm như cái nước nhiều ha, rất thấp. Giờ nó chạy tuốt ở đầu dưới mà trên đây muốn nghe tiếng rồi đó. Đó. Chạy nước ao 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 ha, gần tới rồi đó, chứ bắt đầu nghe tiếng máy rồi đó. Bên vùng Hậu Giang bên đó thì ưa xài bánh nổi nha các bạn. Bánh nổi cho máy cày luôn nha. Qua bên vùng Hậu Giang, bên vùng bên đó ta xài bánh nổi nhiều lắm. Ồ, sáng nước rồi.